Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cõi La Linh. Cô bác ơi, thì như vậy là chúng em cũng đã từ Điện Biên quay trở lại về nhà rồi. Đấy, ngày nay thì chúng em lại tiếp tục là quay trở lại với lại nhà A Tinh để mà lên xem mà cập nhật cái tiến độ làm nhà A Tinh cho các cô các bác biết. Đấy, ngày hôm nay thì lên đến đây là nhà vợ chồng A Tinh đã chuyển hết một xe cát chát lên rồi. Vì cái hôm mà chúng em đi thì có gọi cát chát lên để cho nhà Tinh là chuyển. Xem trong nhà nào. Ô, trong nhà mới được một góc này thôi á. Vợ em cần đi phát cái nước sắn này. À, phát nước sắn nữa thì xem là. Mà anh dạ. Bảo ở kia. Danh chưa khai à? Vợ em cần đi làm nước sắn cọ nó cao hơn sáng rồi. À thế á? Vợ bảo đi làm. À thôi được, không sao vậy. Chị về thì chưa làm nhưng mà vừa đi làm cọ sáng. À. Cọ sáng nó cao quá thì sáng nó không cao thì nó thấp quá. À thôi thế. À đúng rồi, không thì lại không có củ thôi cũng được. Vận chuyển được cái xe cát chát lên đây là thôi được rồi. Ok. Chắc mấy hôm đấy các bác cũng nghỉ à? Lê cũng nghỉ hết rồi, có làm đâu. Không có ai lên làm đâu. Còn ba thằng bên mông kia thì nó lại về, không biết nó gọi đến hay không. Và mấy hôm trước là nhà của các bác thợ là có khách ở dưới xuôi lên. Nên nhà các bác từ dưới xuôi lên này là các bác nghỉ mất 2 hôm cô bác ạ. Đây tay nhà dãy nền nói chung là gọi là bằng phẳng hết đi. Sau đó thì các bác thợ là cũng sắp là chuẩn bị lát gạch khoa cho nhà em rồi đấy. Này nhắc đến Tào Tháo xuất hiện. Chưa ạ. Đang chờ đây, chờ từ sáng giờ. Chưa thấy đâu. Hát trang này vậy. Chuyến mà xe chở cát chát này thì chúng em là cũng chở thêm mà gạch lát nền nhà này, gạch ốp nhà tắm nhà vệ sinh. Gạch nền nhà tắm nhà vệ sinh, bệ vệ sinh. Này, trước đó nhà thì anh em có là cũng thông báo với lại nhà A Tinh với lại quý cô bác rằng là nhận được là 95.606.000 đồng. Thì con số này là không có đủ lập tôn bởi vì là mình đã chi mất là 20 triệu để mà mua đất nền nhà rồi. Và ngày mùng 1 tháng 8 2022 rất là cảm ơn nhóm cô Lan, cô Soan, cô Khanh là ủng hộ thêm là 8.320.000 đồng để mà góp vào để xem là có đủ để là mái tôn hay không. Vào ngày mùng 2 tháng 8 2022 rất là cảm ơn chị Nhung là ủng hộ 6.978.000 đồng. Và cũng cùng cái ngày đấy là rất là cảm ơn là nhóm chị Lý Hoàng ở bên Mỹ là có gửi thêm là 5 triệu nữa. Đấy, trước đó là chị Lý Hoàng với lại một chị tên là Phương Nguyễn là có tặng là 20 triệu nên lần này chị gửi thêm 5 triệu nữa. Và ngày 5 tháng 8 2022 là có cô Năm ở bên Mỹ là cô cũng gửi thêm là 5 triệu đồng. Đấy, trước đó là cô cũng ủng hộ nhà Tinh là 10 triệu ạ. Đấy, như vậy là nhà vợ chồng A Tinh là đã có mái tôn để mà lợp. Đấy, đủ để mà lợp tôn xốp cô bác ạ. Thật sự thì em không biết nói gì. Thay mặt cho nhà A Tinh là xin chân thành là cảm ơn tấm lòng của các cô các bác rất là nhiều. Đấy, như vậy là nhà A Tinh là có mái tôn là mát lạnh là mừng quá rồi. Đấy, bây giờ là xe tôn nó đang ở dưới này ở đây. Quá tốt rồi bây giờ. Để ngoài cái số tiền của nhóm cô Lan, cô Soan, cô Khanh ở bên Mỹ là ủng hộ 8.320.000 đồng thì các cô là còn ủng hộ thêm là 5 triệu nữa, 5 triệu để mà làm gác xếp cho nhà của A Tinh. Cô nói là cô muốn làm thêm cái gác xếp cho nhà A Tinh như kiểu nhà của Vũ Súng ấy. Đấy thì có cái gì là mình cứ để lên trên đấy cho nó tiện. Ô em chào anh nhá, cái ván làm gác xếp của em đâu rồi? Chờ sau á? À thiếu à, vâng vậy hôm nào chờ sau cũng được ạ. Em này là lên cả đòn tay gác xếp luôn ạ. Này Tây người ngày nay thì rất là vui khi mà nhà mình là có tôn xốp để mà lợp. Ngoài cái này ra thì có nhóm cô Soan, cô Lan, cô Khanh là ủng hộ nhà mình làm gác xép nữa nhá. Đi tôn trước cho anh đi đánh.
là chúng cháu cũng không biết nói gì mà cũng nói là cảm ơn các cô các bác. Mỗi người bắt đầu đi nha. Kìa cẩn thận Tôn kìa. Ôi, cẩn thận. Đấy. Là cảm ơn các cô các bác đây ạ. Chứ lúc đầu là chúng em đang tính là pro thôi ý. Vì là kinh phí là hạch toán là không có đủ ạ. Đấy, cho lên luôn. Cẩn thận nhé, cái này sắc lắm đấy. Hay để góc này đi nhỉ. Bên nhà này ông cá thì chặt con quá. Ở đây kéo cổ nhá, Tôn một cái cây ở kia chừa tay phát được này. Tinh đứt tay á? Ờ, kia đang đi buộc kìa, chảy máu nhiều phết đấy. Chọc cái này này. Chọc cái này á? Ừ. Sắc như già làm ý. Ừ. Đã dặn rồi bảo là cầm mép bên này. Hoặc là cầm cái này cầm chắc vào. Cẩn thận nhá. Sâu không hả Tinh? Nó cắt sâu không? Đấy. Lại để đấy cho tí lại chọc vào cái đấy mới chọc vào đứt tay đấy. Cái tấm đấy khinh một lúc 2 tấm luôn cho dễ. Đấy á. Mì bảo đi làm là... mỗi một ngày trả 1 triệu tiền cho mì vậy thì tao không được bằng đấy. Này cái này là cái để mà cắm vào cái đoàn tay sắt này này. Biết thì để trước sẵn được không? Là ok. Tại vì lúc đầu là không biết là có được lợp tôn hay không ý. Nếu như mà đoàn tay gỗ thì xiên thôi, xiên cái thép chắc vào là buộc rồi. Bây giờ lại phải khoan lại. Các bác là phải khoan lại thôi. Nếu biết trước lúc đầu là được mái tôn thì xây xong là cắm luôn. Cháu ông khé đi đâu đây? Sang tận đây à? Đi tán gái đi. Nhờ. Xây nên đông. Đi giúp An Tinh à? Hả? Đi giúp An Tinh à? Để đi xuống phố thôi. À đừng kéo như thế em ơi. Em đừng tắt. Sướt đấy. Alo, hello, nhẹ. Ê. Đòn tay ạ thì đòn tay bếp của nhà Tinh là cũng sẽ là đòn tay sắt, cái hộp 48 này này. Đấy. Sắt thì nó cũng lên giá cả thất thường, bây giờ hiện tại cây này một cây nó đang rơi vào là 263.000 một cây như này này. Thế thì nó cũng một cây này thì hơn đòn tay gỗ là 63.000. Đòn tay gỗ thì cũng là 200.000 một cây rồi nhưng mà bây giờ gỗ thì nó cũng hiếm. Thế mà nó cũng không chắc bằng thật sự như thế. Nên là chúng em sẽ lợp hết bằng sắt. Bếp thì vẫn là lợp pro nhưng mà cái phần đòn tay sẽ là sắt. Đây thằng em giúp 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 nhấc lên họ giống. Cẩn thận cọ nhá. Bỏ ép kê lên đi. Kê em ơi. Cứ làm luôn à? Anh làm bây giờ. Em được chưa làm? Không, bây giờ làm luôn. Làm luôn thôi. Không đè đất thì nó bể.
Đấy, sân thì dạo này nó đang xuống một tí, còn xi măng với lại cát gạch thì nó vẫn thế. Cước trở thì vẫn thế, không thấy xuống. Sao giá cả hàng ăn hàng uống vẫn thế nhỉ anh nhỉ? Xăng thì đã xuống một tí rồi nhưng mà đồ ăn thì nó không hạ nhiệt nhỉ? Đồ ăn thì nó ok. Xi măng cũng không thấy xuống nhỉ? Thế, thấy sắt rồi anh nhỉ? Đây, nhà Tênh là có thêm cái máng này, máng inox để cái chỗ bếp nhá. Bếp lò ấy. Mái chạy xuống hồi bếp lò ấy. Chạy đây. Inox sẽ bền. Cho cái máng inox này. Nó đắt hơn một chút thôi. Mưa nhà chiều nay các bác thợ này chát trước đã cho được tấm tôn lên trên này che cái phần hồi bên này cho chát.
Đây nhá. Đây hôm nay là anh Giàng có áo mới mặc rồi nhá. Hôm nay toàn áo rách nách thôi. Về đi. Đi chợ về à? Chợ mua đấy. À. Mới nhọc khóa chặt lên đi. Lấy lương nào. Bây giờ là Tinh Bình với lại bố vợ đang xếp gạch để mà ra phía đằng sau để các bác thợ xây nốt cái bếp lò lên cao. Nặng đây gạch ấy. Thủy Tiên mấy ngày này rất là thất thường. Lúc thì mưa, lúc thì nắng. Tối thì hâm hâm. Cái gì cũng thợ cả, những thợ ấy làm thì làm gì. Những cái người đi làm thợ có cơ hội học hỏi. Cũng đúng với nhà. Gì nữa. Cái gì để làm biết làm thì cả bà biết làm người. Đôi khi phải chấp nhận rủi ro. Không thì không nâng tay nghề lên được đúng không? Mai thôi. Mấy em nhiệt báo cả tuần. Mai bắt đầu nhiệt độ tăng lên một tí rồi. Mai báo cả tuần mưa à? Khả năng vậy thì máy đấy nó khỏe bù léo vậy. Thằng mù chứ. Ai cúng cái gì ấy? Sao kinh con ác vậy? Sao gọi phải dạ nhưng không phải hứ đâu. Vậy nghe là hứ. Bây giờ là A Tinh Vình là hót cái chỗ đất này ra. Cho chỗ này là phải có cái rãnh, cái rãnh vào đây cho nước nó còn chảy. Đấy, cái chỗ gốc cây này này sẽ là bến rửa. Trời mưa đất ướt nên nó rất là dính. Cái xốp ấy vành, xốp để mà xoa tường ấy. Này là vành búi tóc rất là gọn gàng của bác ạ. Mấy ngày hôm nay mưa nhiều nên có vẻ là đỡ nóng hơn mấy hôm trước nhỉ. Giờ sang tháng 7 âm nên là nó cũng dịu hơn tí.
không biết được ạ. May quá có cái này ấy. Thành lên trên này một tí. Dạ. Mà. Cái này có chật khô. Cô bác ơi, nhân lúc mà trời nó tạnh mưa nắng ráo khô này thì các bác thợ sẽ tranh thủ là lợp mái nhà tinh luôn. Thế chứ mùa này là nắng mưa thất thường lắm, thì tranh thủ khô lúc nào thì lợp lúc đấy thôi. Lợp xong thì còn có việc mà làm. Sau khi lợp xong thì chát bên trong được và làm nền bên trong được. Thế chứ không lợp là mưa là không làm được gì. Nào, chị con tránh ra hết đi. Vịnh ơi, có cái rẻ nào không? Cái nào mà khô khô để lau tôn không? Mặc áo vào đi, cá phải áo đi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Tôi đã cứ bình tĩnh. Hai người ba. Thôi không cần đâu. Không cần đây đâu, cứ bỏ tay. Đây làm gì nhỉ? Nào. Ôi trời. Anh Tuyển ơi. Này rẻ này anh này. Ném nhá. Anh vào để tôn đấy đi, xong anh vào nhà mặc áo vào đi đã. Nguy hiểm lắm. Không, tí nó xước một cái, chạch một cái nó đứt ra rất thịt đau lắm. Mặc áo vào cho an toàn anh cá. Đấy, đâu mà đi xong vào nhà mặc áo vào đã. Anh trần như này sợ quá. Áo đầy, đang phơi đầy ngoài kia đi ạ. Đúng rồi, phải lợp mới chát được, không mà mưa chát kiểu gì. Đấy, mặc cái áo vào trông nó có phải an toàn hơn không? Chạy chết chết hai người không? Không, không cần đâu. Để hết tiền rồi, quần giờ ông thủng đi. Chị bảo bây giờ mấy chị chỉ biết đi chưa thủng đá. Tiền rồi đây. Không có gì ăn đấy. Cái gì ăn? Mấy cá điện ra đây. Đây. Xe
vào tay hết rồi nhá. Không, để em đỡ cho. Đây 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 đây. Đấy, như vậy là cái phần mái trước là tôn đã lên hết rồi. Bên kia là anh Thành đang thả cái flycam cam để cho các cô các bác có thể nhìn thấy mái nhà tinh từ trên cao xuống. Đây, đố bạn nào bắt được nhá. Đây, cái flycam này thì em có là được chị giấu tên ở bên Na Uy là tặng từ năm ngoái rồi. Dùng là cũng được hơn một năm rồi nhưng mà bây giờ là vẫn còn dùng rất là tốt. Đây. À, sạch sạch kia đừng có lấy cái đầy vội nhá. Bắn kiểm mấy tấm nó không có này. Sáng mai lên lại còn mũi khi sắc cơ còn tay cơ. Mùa này bắn dứt điểm đi nhỉ. Ừ. Chứ không như tối hôm nọ là gió nó to sợ không. Chắc là tạm thời vậy là nó tốc hết đi thì chết. Giờ là hôm nay đến đâu là chắc ăn đến đấy luôn. Cái này vậy là mái trước là đã bắn ốc các thứ xong, bây giờ là sẽ đến mái sau. Đây, mưa nên là gác ngang gác dọc để mà chát này. Không cẩn thận trượt một cái là tỏi tí te ăn thịt trâu. Ăn thịt trâu nha. Ơ đừng lật lên như thế, kệ nó. Mày đi ở hướng thế. Ui. Cái này nó phá cái ý của anh rồi. Cái gì à? Cẩn thận nhá. Lên cao tí nữa. Thì bé Vàng là hồi trước mà đi bệnh viện là còn bé tí à, nay mẹ điệu lên thấy lớn thế, đầu là ngóc lên được như vậy là tốt quá rồi, chứ ngày trước là không điệu được như thế đâu. Đầu
Thôi Vành bế con về đi, đưa con về đi, ở đây muỗi nó đốt con. Bây giờ là anh Tuyển bắn nốt cái ốc sườn phía bên này là xong. Xong phần mái. Cái này tối rồi là không lập được bếp, với lại không bắn được cái keo lên. Nào là bắn nốt keo vào những cái đầu đinh vít này. Cói là xuống trước rồi. Giờ không nhìn thấy chát bên trong nữa đâu. Mò làm sao được. Chiu. Tu sẽ tàu lái. Tu sẽ tàu lái. Mẹ. Tu sẽ tàu lái. Sắp đứng được chưa? Nó ngồi được chưa hả Vinh? Khác ngồi được chưa? Tinh. Con của em ngồi được chưa? À chưa à? À biết ngồi dần dần tí à? Đói ra sao cứ cầm tay này? Sắp nôn à? Hay ăn no quá hay đói? Chồng rồi à. Chồng em bé thích chồng các bác. À nhà bác Lành cúng ở dưới này á? À nhà anh cá đi ăn thịt rồi. Ủa, cỡ đang ngủ sao đắp cho nó cái chăn bông thế này? Đủ cả nhà em ăn rồi. Họ không ăn là đủ nhà mình ăn rồi đấy. Kiến dầu về ăn thôi. Là ăn tối. Xong là tắm rửa một bình tối nhớ phải tắm cho các con ấy, cả nhà mình đều phải tắm ấy nhá. Mai kia ngồi vững, đứng vững tí là cho nó ngồi cái xe tập đi. Mua cho nó cái xe tập đi xong rồi ngồi chắc không biết à? À đấy. Anh Tuyển ơi, xuống đây, nghỉ thôi. Cô bác ơi, video ngày hôm nay thì chắc là đến đây thôi. Chúng em là đi về thôi ạ, tối rồi, muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin. Đây là cái chắn rác. Yeah.
Thank you.